Tại khu vực Tây Nguyên, quốc lộ 20 là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt, Lâm Đồng với các tỉnh thành phía Nam. Quốc lộ 20 đoạn chạy qua Lâm Đồng có chiều dài khoảng 190 km và có hơn 10.000 lượt phương tiện qua lại mỗi ngày, chủ yếu vận chuyển hàng hóa và khách du lịch. Dù đã được nâng cấp mở rộng nhưng lượng phương tiện lớn khiến giao thông tại đây luôn trong tình trạng thiếu an toàn. Bắt đầu từ trưa kéo dài đến tối, khi mà từng đoàn xe tải chở nông sản ùn đổ đèo để kịp chuyển hàng xuống các chợ đầu mối phía Nam. Cũng từ thời điểm này, những hung thần lần lượt xuất hiện đe dọa người đi đường. Sau nhiều ngày bám đường, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng liên tiếp ghi lại cảnh các xe tải, xe con đua nhau vượt ẩu trên tuyến quốc lộ này. Bất kể mưa nắng, sáng sớm hay chập choạng tối, cánh tài xế cứ thấy khoảng trống là vượt lên, lấn hoàn toàn sang làn đối diện, hỗ trợ cho những pha phóng nhanh vượt ẩu của giới lái xe là những tiếng kèn hơi được độ âm thanh cực đại, khiến bất cứ người đi đường nào cũng phải giật mình thót tim. Đó là các đoạn qua khu vực thuộc thị trấn Đạm Berry, huyện Đạ Hoai, khu vực đèo Bảo Lộc, xã Đại Lào, Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, hay đoạn thuộc các xã Đinh Trang Hòa, Tam Bố, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, xã Ninh Gia, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Tuyến quốc lộ 20 là một trong những tuyến phương tiện lưu thông rất là đông đúc, nên là nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là thường xuyên và liên tục. Nên là công tác phối hợp về xử lý hành vi vi phạm tốc độ và các lỗi khác, công an huyện Bảo Lâm, đội cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông trong tuần phối hợp 2 ngày xử lý về những lỗi về vi phạm tốc độ. Thì hiệu quả công tác về phối hợp xử lý tốc độ thì cũng tương đối và cũng hạn chế được những cái hành vi vi phạm tốc độ. Vì mình xử lý về tốc độ thường xuyên thì các phương tiện sẽ chấp hành. Thậm chí ngay tại vị trí được cắm bảng cảnh báo, đoạn dốc nguy hiểm hay xảy ra tai nạn giao thông thuộc địa phận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, chỉ trong thời gian ngắn, phóng viên liên tiếp ghi lại cảnh từng đoàn xe tải chở rau thi nhau thả dốc với tốc độ cao bất chấp mặt đường trơn trượt do mưa gây ra. Các tấm bảng ở hai đầu khu vực được cảnh báo dường như tàn hình trong mắt các tài xế. Nhiều ngày có mặt trên các cung đường, chúng tôi nhận thấy tình trạng phóng nhanh vượt ẩu dọc dài quốc lộ 20 thường diễn ra tại những khu vực vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông, những khu vực chưa lắp đặt hệ thống camera giám sát. Có những đoạn đường chúng tôi cũng thực hiện biện pháp là ghi hình bí mật, cũng như là thông qua các camera giám sát trên dọc các quốc lộ, trên các tuyến đường, cũng như phản ánh của người dân đều gửi qua đơn vị chúng tôi và tiến hành xử lý vi phạm nghiêm khắc bằng cách là xác minh và mời người vi phạm cũng như là chủ vi phạm lên và làm rõ các hành vi vi phạm để đảm bảo trật tự trong thời gian tới. Trong khi đó, sau khi tuyến cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết - Phan Thiết - Vĩnh Hảo đi vào khai thác, lượng du khách chuyển hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt theo cung đường này ngày càng đông. Tuy nhiên, khi vừa chạm cửa ngõ của Lâm Đồng trên quốc lộ 28B sẽ khiến nhiều người sẽ bị bất an bởi đoạn quốc lộ này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Nặng nhất là đoạn từ xã Tà Hìn tới ngã ba Ninh Gia thuộc huyện Đức Trọng, kéo dài hơn 10 km. Tại đây, tuyến đường hẹp với vô số các ổ voi, ổ trâu, gặp trời mưa, những ổ voi sũng nước như cái bẫy lớn với bất cứ phương tiện nào. Đặc biệt đoạn đầu ngay ngã ba Ninh Gia thuộc quốc lộ 28B thường xuyên gặp cảnh ngập sâu mỗi khi mưa lớn khiến phương tiện qua lại khó khăn. Đường này bây giờ mà không làm lại sao đi nữa, mình chở hàng hóa nó xô đẩy ảnh hưởng xe cộ, nói chung là cũng không an toàn xe lắm. Bây giờ xe các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng đi đường này không à, nó chỉ xấu một khúc này qua hết đèo cái là nó xuống cái kia, đường đẹp cái là nó đi nhanh nhỉ. Tương tự, quốc lộ 27 nối Đắk Lắk đi Lâm Đồng cũng chung cảnh ngộ, là tuyến huyết mạch ở Tây Nguyên nhưng từ lâu tuyến đường đã xuống cấp nặng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiều lần kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải bố trí kinh phí để nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường này. Tuy nhiên đến nay hàng ngày người dân vẫn chật vật lưu thông trên cung đường đã xuống cấp. Nặng nhất là đoạn từ trung tâm huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng qua địa phận tỉnh Đắk Lắk.